Chào tất cả các bạn nha. Dạo gần đây thì dậy sóng rồi các bạn ơi, nhiều chuyện quá xảy ra luôn đối với cái con game này. Thứ nhất thì mình sẽ hướng dẫn cho những bạn nào mà chưa biết cái vụ mà đổi tên màu như thế này nha. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, thì các bạn lên Google, các bạn search đó là màu Koze, đó nó sẽ ra nha. Sau khi các bạn copy cái mã màu thì để mình bấm lên cái tên nhân vật cho các bạn xem. Đó, cái mã màu thì các bạn copy cái mã màu lại, sau đó các bạn mở ngoặc. Mở ngoặc là sao, là cái ngoặc như thế này nè các bạn à. Để mình làm cho các bạn xem nha. Giả tỷ mã màu đi, mình bấm cái ngoặc trước đó. Mã màu là 33cc cc dứt hoa nha. Copy cái mã màu các bạn dán vô, mình làm mẫu cho các bạn xem thôi. FF nè, đó chính là đóng ngoặc lại. Sau đó các bạn điền tên nhân vật đó, ví dụ tên Phú thì các bạn là tên Phú, tên Cường thì các bạn là tên Cường đó. Nhưng mà cái nó giới hạn chữ cái nha các bạn, giới hạn chữ cái đó, thì đổi ngắn thôi chứ dài thì không được đó. Như vậy là xong, bạn copy vô mã ngoặc như cái tên nhân vật của bạn là rồi, không có gì hết ha. Rồi quay lại cái chuyện mà dậy sóng dậy gió, thì hôm nay thì lòi ra cái gì gọi là bút cấp nè, gọi là tăng level nhanh nè, là thứ nhất nè ha. Cái thứ hai nữa là mở túi như ý 12 viên đó. Cái thứ ba nữa bây giờ nó lòi ra cái nó gọi là tăng linh ngọc và kim nguyên bảo, thì rất là nhiều anh em gọi là người ta chơi tâm huyết người ta nạp đó các bạn à. Người ta nghe được cái người ta sốc, người ta cảm thấy ồ trời, chơi game này vẫn là nát rồi. Người ta nói chung là anh em nó cũng tâm lý người ta không muốn chơi nữa các bạn à. Còn mình sẽ giải thích cho các bạn nghe vì sao mà có được như vậy. Thì mình vẫn là biết một số gọi là lập trình luôn các bạn, lập trình game á, mình vẫn biết nha, mình biết chút thôi mà mình cũng sửa game này được luôn. Sửa lỗi là lỗi như thế nào, là cái thứ nhất á, là các bạn muốn tạo ra được những cái đó thì các bạn phải sửa đổi code của cái con game này, sửa đổi lại hết toàn bộ để nó mở khóa hết tất cả luôn. Cái đó người ta gọi là cái bản chơi thử của cái con game này đó. Các bạn sửa lại thì các bạn sẽ không chơi giống như vậy nữa, không phải là nó up trực tiếp lên cái con game, cái con nhân vật của các bạn, mà nó là một cái dạng chơi thử, server thử đó. Nó là mở khóa hết tất cả các thứ cho các bạn chơi. Nó giống như một lần cái con game khác cũng vậy thôi, game Võ Lâm này kia người ta cũng cho ra cái bản lậu để cho các bạn chơi thử trải nghiệm đó, các bạn trải nghiệm đó các bạn. Nói chung là vậy, người ta boost lên cho các bạn trải nghiệm. Chứ không có cái vụ mà gọi là bung cấp này kia. Nó không có lên nhân vật nha, cảnh báo lừa đảo nè. Là thứ nhất nè, các bạn nghe tin người ta, các bạn đưa ạc cho người ta rồi các bạn, người ta búp lên cho các bạn thì các bạn mắc ạc rồi mắc luôn tiền đó, là thứ nhất ha. Mà vì sao nhà phát hành không có fix cái lỗi gọi là lan giật, thì các bạn chơi game nào cũng vậy, khi mà nó đông á, cái server nó đông đảo á, thì nó sẽ bị gọi là tình trạng là bị giật lan. Nhưng mà cái con game này nó nhiều hơn, lý do là không có code để sửa lỗi đó. Nên bắt buộc là các bạn phải muốn chơi chân tốt, các bạn phải hạ xuống hết đó. Số người cùng màn hình là các bạn hạ xuống nè đó, chất lượng hình ảnh thì các bạn chọn thấp luôn để cho nó giảm tình trạng giật lắc các bạn à. Chứ fix lỗi có được nha các bạn, mình đây là mình nói thiệt 100% nha. Còn nhiều bạn cứ nói là chán, nhưng mà thì cái game này các bạn chơi, các bạn ghiền, các bạn phái thì các bạn chơi, không thôi thì chúng ta có thể đi một cái con game khác chúng ta chơi. Thì nếu các bạn muốn thì mình sẽ kiếm một cái con game nào đó cho các bạn chơi đó. Ngày xưa mình chơi cái game gọi là Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile các bạn à, game của VTC á. Mỗi lần đi boss này kia nó cực kỳ giật lag các bạn à, nó giật lag hơn cả cái này nữa. Đi mà kiểu như là nó như con rùa bò vậy đó. Cờ ghê chết rồi mà còn chưa được hồi sinh nữa. Biết bao lâu nó mới hồi sinh đó các bạn.
Còn nhiều bạn hỏi về cái sự kiện xúc sắc nè, các bạn nói có một bạn nói mình là biết xúc sắc nó tính như thế nào không, mà chỉ người ta chơi, chỉ người ta tầm bậy tầm bạ nghe lời rồi tội nghiệp ta. Nói chung bạn thì xúc sắc thì các bạn cứ một lần lắc thì một điểm thôi các bạn, đơn giản vậy thôi. Mà bạn cũng hỏi nữa, mình ở đây mình chỉ cho anh em cách để kiếm nhiều điểm thôi. Nếu mà bạn biết cách nào mà kiếm được hơn điểm, nhiều điểm lên top á, rồi bạn nói rồi sao xúc sắc chỉ người ta rồi không có lên top ngồi. Thứ nhất á, là dành cho những anh em cày chay, người ta chỉ nạp vô những cái gói rồi cần thiết người ta chơi thôi, rồi bắt đầu người ta cày chay dần dần lên, người ta tích đồ, người ta tích đồ. Giả tỷ như sự kiện này đi, sự kiện độc bảo này, kỳ binh độc bảo này, các bạn không ăn thì các bạn tích lại cái kiếm này, tích lại hết để sự kiện kỳ binh độc bảo lần sau các bạn ăn thì nó sẽ nhận được nhiều đồ hơn và các bạn lên top vậy thôi. Và đối với người mà gọi là người chơi rồi hệ nạp đó thì sẽ khác, người ta nạp rất là nhiều, sao bạn biết được người ta không lên top, người ta vừa tích mà vừa nạp nữa, các bạn hiểu không? Chứ không phải là như các bạn nói vô rồi bạn phê bình nhiều thứ, nói không bao giờ. Nói chung thì có cái mình nói sai, có cái mình nói đúng. Như có một bạn nói là tới cái vụ mà gọi là trang bị càng khôn, các bạn ấy lấy trang bị càng khôn và đi so với thần khí. Để mình bấm vô thần khí nha. Đây thần khí. Thần khí á, đối với người có nạp á thì người ta tích nó, người ta lấy nó rất là nhiều thần khí, người ta up lên gọi là năm sao là full rồi bạn, năm sao là full. Đúng không? Thần khí thì nó có cái gì? Thứ nhất là tấn công cao nè, sinh lực cao nè. Đó, và nó có một cái kỹ năng đó là sát xuất né tránh. Đó, 10%. Khi các bạn năng càng cao á, thì cái sức sức né nó càng cao đó. Với ma khí cũng vậy, nó ăn theo, nó đi theo, đó là tấn công và sức sức né đó. Nói chung cái nào nó cũng vậy các bạn thấy không? Giả tỷ đây là tỷ lệ miễn sát thương thì bên thần khí thì các bạn cũng phải lên miễn tỷ lệ miễn sát thương, nó đi để đồng đều với nhau đó là đúng đúng không? Các bạn so sánh, bạn hãy so sánh thần khí với trang bị càng khôn. Càng khôn thì nó sẽ đi theo đồ, đi theo đồ và nó búp lên, gọi là búp lên sao. Cái sao cao nhất của nó thì mình cho các bạn coi sao cộng 10 đi. Sao cộng 10 thì các bạn thấy nè, tấn công nè, nó rất là nhiều thuộc tính luôn nha, rất là nhiều thuộc tính nè, tấn công nè, phá giáp nè, phòng thủ nè, bạo kích nè, tấn công nè, phá giáp nè, tăng nè, sát thương bạo kích nè đó. Bạn thấy nó nhiều không bạn? Hả? Bạn thấy nó nhiều không? Làm sao mà ít được? Làm sao mà ít được các bạn? Làm sao mà bạn lấy trang bị càng khôn mà bạn đi cho so sánh với thần khí? Thần khí nó có được cái gì? Nó chỉ được một cái tuyệt chiêu thôi, bạn hiểu không? Cái tuyệt chiêu gọi là chiêu né 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 đó. Và bên đây tuyệt chiêu tỷ lệ chi kích thì nó kích lên cái tỷ lệ mà khi bạn đánh lên nó chi kích một cái thì cái lực đam nó sẽ tăng lên đó. Nhưng mà nó chỉ có một cái tuyệt chiêu thôi và nó có hai dòng, đó là dòng tấn công và dòng sinh lực đó, bạn phải hiểu như vậy. Chơi thần khí là tấn công và sinh lực, sinh lực nó cao, sinh lực nó cao thôi, ngoài ra không có cái gì mà cao. Ủa sinh lực cao mà bạn đi đánh là trâu bò hả? Gì bạn đánh người ta không chết, người ta đam cao người ta quýnh bạn không chết. Thứ nhất trang bị càng khôn nó rất là quan trọng, bạn đừng có nói mà cái thần khí bạn so sánh với cái càn khôn. Bây giờ bạn lấy một ạt mà không úp thần khí và một ạt úp càn khôn đi, trang bị càn khôn đi ra quấn càn khôn nó đập vô mặt là gọi là ná thở đó, mà đi phân bì với nó. Trang bị thần khôn đó, người ta có khảm đá đầy đủ, còn bên thần khí nó chỉ có hai dòng thôi và cái kỹ năng thôi. Mà bạn đi so sánh tôi cũng sợ bạn luôn, không biết bạn chơi bao lâu mà bạn so sánh thấy ớn vậy. Rồi một bạn nói nữa, đó là úp trang bị càng khôn chi, úp thần khí đi,
Ủa thằng khí rồi vô thằng tài quay mở mua mua thằng tài quay ra cái đống. Tôi cho bạn coi là quay ra chỗ nào mà cái đống. Đây là túi như ý nè. Tôi nói các bạn nói bạn nghe quay ra một đống gì. Bạn quay hên đó thì bạn ra đường cái hai cái, ngày ra đường cái hai cái. Mà quay xui có ra không? Nó có ra không? Làm sao ra? Bạn nói muốn dễ ra là ra hả? Ở cái là cái đống nè bạn coi nè, người ta quay nè, tôi quay nè, người ta quay là các bạn thấy cái có cái nào mà gọi là rồi mũ càng khôn gấp ba thì đôi khi nó ra lâu lâu nó ra bạn ở ra nó quay ra đống dễ ăn lắm, đống đống rồi bạn làm được gì nói á, cái càng khôn này nó càng cao á, bạn úp full lên á thì nó càng mạnh chứ không có gì gọi là một đống hết nè, áo chưa có nè, rồi vũ khí chưa có, đối với mấy người anh em mà người ta cày chay làm sao người ta có, tất nhiên là phải tích sự kiện lên chúng ta để thấy, như là cái áo càng khôn đi, cái gương mà gương võ càng khôn thì các bạn đổi cái áo là vũ khí đó là dành cho những anh em người ta cày chay, còn những người ta chơi hệ nạp thì nói các bạn 1 phút 30 giây là vô lệnh nữa thằng, 1 phút 30 giây là có ngay chứ đâu mà đợi nữa các bạn, đợi làm gì. Chứ lại sự kiện này kia người ta lấy dễ muốn chết luôn à. Nói chi nữa. Các bạn chơi từ từ rồi các bạn sẽ biết cái cấp càng cao thì nó sẽ cần những cái gì. Người ta nói á, thì các bạn không chịu lắng mà nghe. Còn nhiều bạn nói cái phần gọi là nạp thẳng miễn phí này nè. Các bạn nói thấy tích này chi uổng phí. À, tích cái thẻ nạp lên, tích thẻ nạp này lên nè, tôi nói là cái phiếu nạp này nè, chúng ta tích lên, dẫn tích lên đó, và cái nạp miễn phí này chúng ta dẫn tích lên, chứ không phải là không, ngày nào bạn xả tiêu hết ngày đó tôi hỏi bạn kêu bạn bảo là bạn xài, tôi hỏi vậy thôi, tích lên để làm chi? Thứ nhất á, là mỗi ngày chúng ta phải đi tích nạp. Giống như tôi ở đây nè, các bạn thấy hôm qua xài banh sát đó, giống như tôi hôm qua tôi xài banh sát rồi, các bạn coi đủ đủ móc không, xài giống bạn đó gọi là xài cái nạp hàng ngày đó, bạn thấy đủ đủ không, cái phiếu nạp đó các bạn thấy đủ không, làm sao đủ, chúng ta phải tích lên để chúng ta ăn móc. Ví dụ đi hôm nay nó ra cái sự kiện gọi là có sự kiện tầm long đi, rồi nó kèm theo cái sự kiện tích nạp, lúc nào nó cũng kèm theo chứ, kèm theo sự kiện chứ đó, rồi các bạn muốn ăn á, ta vừa ăn cái sự kiện tích nạp đó mà người ta vừa ăn luôn cái tích nạp mỗi ngày này đó, người ta ăn theo móc, ví dụ bạn tích được hai hai chục triệu đi, nói gì đi thì các bạn ăn đúng cái móc 7999 này thôi, đúng không, ra ăn đúng cái móc đó thôi, ăn chi cho nó lố làm gì, nó phí kim nguyên bảo các bạn hiểu không, phí phiếu nạp của chúng ta, ăn đúng cái móc này thôi là ta ngưng, qua ngày sau chúng ta ăn tiếp nữa đó. Với lại cái sự kiện nạp tích nạp á, là nó sẽ có nhiều ngày, 2 ngày hoặc là 7 ngày hoặc là 4 ngày đó, nó có ngày chúng ta ăn. Còn những người có tiền á, người ta không cần suy nghĩ, người ta có tổ quốc đó, có tổ quốc, tại người ta nói người ta có tiền người ta chơi hệ nạp rồi, làm sao mà anh em cày chay người ta bị được, mà hỏi tới cái đầu bạn nha sồn sồn lên, cái nào chúng ta cũng phải cần hết, nó lợi thế thì chúng ta tích cái tài nguyên đó chúng ta ăn thôi đó. Còn cái phần gọi là phần nhiều bạn chơi server bạn mới bạn chưa biết rồi là phần tu luyện, bạn hỏi làm sao mà tu được x3 thì bạn vô cái tiệm nè, bạn vô tiệm tiên tôn, bạn kéo xuống bạn thấy cái gọi là bùa tu luyện thần tốc nè đó, bạn mua mua nhiều vô càng tốt, mua nhiều càng tốt để dành xài đó, 400 cái thôi à, mua người ta dùng, ta dùng thì nó sẽ được 800 điểm. Mỗi ngày chúng ta được 800 điểm tu luyện thì dùng nó sẽ chuyển qua gọi là bữa nay hết điểm rồi, nó sẽ chuyển qua cái phần là tu luyện x3 đó, các bạn tu bên đó
tôi để cho nó nhanh hơn thôi, nó nhanh hơn thôi các bạn, nó nhiều ép hơn. Còn các bạn tu bên cái bình thường thì nó cũng vậy, ép nó cũng vậy, nhưng mà nó sẽ tu lâu, nó ví dụ là vậy, nó sẽ tu lâu nha, rất là nhiều, tốn nhiều thời gian lắm, nên là nó sẽ có ít ba để cho các bạn tu lẹ hơn, để tiết kiệm thời gian thôi chứ không có gì. Còn nào, mấy bạn nào mà muốn gọi là trải nghiệm thử cái bản, rồi là bản chơi thử á, là mình sẽ đi đi nhờ cái ông anh, ông làm cho, ông làm khi nào có mình sẽ chia sẻ cho anh em chơi thử, gọi là bản chơi thử thôi chứ không phải là cái bản chính thức. Nên các bạn đừng có hỏi chơi sao đăng nhập vô không được nha, các bạn chơi thử là các bạn phải tạo cái tài khoản mới hoàn toàn mới luôn, các bạn chơi đó là bản chơi thử đó. Rồi nếu mà các bạn có cái câu hỏi nào khác á, thì các bạn cứ hỏi mình sẽ trả lời, chứ không phải là lúc nào á, những cái lúc trước á, mình làm clip mình còn bỡ ngỡ quá anh em à, mình chưa gọi là thật sự chuẩn nữa. Nói chung thì có cái đúng có cái sai, nhưng mà những cái sự kiện á, mình kêu các bạn nên tích lại á, cái đó là một cái đúng đó. Và những cái món đồ cần up á, là mình nói đầu server được các bạn up, tha trang bị càng khôn cho mình đầu server nha, trang bị càng khôn cho mình, sau này các bạn chơi lên cấp lớn á, cỡ 5 600 thì sẽ ra thằng tài, tới tới 5 600 nó mới ra thằng tài là các bạn chơi biết bao lâu đó. Thì những cái món đồ mà các bạn quay trong thằng tài á, nó ra thì các bạn tích, bạn đập lên 10 sao đó, mát hết cho mình, đập mát hết nha, đó rất là lợi, rất là lợi nha các bạn đó. Còn thằng khí á, thằng khí á, thì các bạn đợi sự kiện, các bạn ăn lúc nào server mới nó cũng ra sự kiện nhiều nhiều đều 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 đều, có thằng khí này kia các kiểu các thứ đó. Còn những anh em nào có tiền á, thì người ta lấy đá 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 bảo hồng hoang này, bí bảo hồng hoang này, người ta mở linh khí. Thì ở đây cái thằng khí là cái gì, thằng khí này nó cho mình chọn đó là bình củ lê nè đó. Bình củ lê nói chung thì nó có cho ba bốn cái thằng khí để các bạn lựa chọn. Bình củ lê này nó có tịch, nó có kỹ năng gì mình chọn là cái bình củ lê này nó có ba dòng, đó là lực chiến, này thì nó tăng là mình không tính đi, nó có ba dòng gọi là tấn công nè, sinh lực nè, rồi sát sức chống đỡ 10%, đó là cái kỹ năng của nó, kỹ năng nó là sát sức chống đỡ nha các bạn đó. Các bạn phải hiểu như vậy, trang bị càng khôn á, lên á, thì nó sẽ có nhiều thuộc tính lắm, tăng nhiều thuộc tính cho anh em đó, chứ không phải là không đó, anh em thấy không, rất là nhiều thuộc tính luôn. Và nó còn đặc biệt cái là nó khảm đá được, nha, nó khảm đá tăng lên rất là nhiều, giá trị đá sinh lực nè, đá sinh lực tăng nè, tấn công, tăng, các bạn thấy không, nhiều thứ chứ không riêng cái thằng khí. Còn các bạn xà lơ đó, các bạn nói đó là tào lao, mình không có muốn tranh cãi với các bạn đó làm cái gì, kỹ sao kêu người ta đừng có lên càn khôn đi lên thằng khí, thà ông nội tào lao thì tào lao vừa vừa thôi. Nói chung nó chơi càng cao thì các bạn sẽ biết nhiều thứ lắm. Chí bảo nè, mày biết chí bảo không, chí bảo là cái nó tăng cũng rất là nhiều nè, tấn công sinh lực nè, phòng thủ phá giáp nè đó, chí bảo tăng rất là nhiều chứ không phải là không tăng, nhiều thứ tăng lắm. Phi kiếm nè, phi kiếm thì tăng cái gì, tăng nè, tấn công nè, sinh lực nè, tấn công sinh lực nè, khảm đá nè, nè tôi nói khảm đá là mua đá khảm vô, khảm đủ 5 viên đó, chứ mày nó không tăng, nhiều thứ để tăng lắm chứ không. Từ từ cái game này nó vô ba game hết rồi, chứ không có cần phải hỏi người ta làm gì, nó có tiền là mạnh nè, nói chung là vậy. Còn anh em chơi cày chay, chúng ta chơi từ từ, ta tích đồ lên ta cũng mạnh hơn những cái thằng chơi ngu nữa, nó có tiền nó chơi ngu này mà đó, nói chung là vậy.
rồi phần biến dị này đầu server rồi tinh vực nè, từ từ lên tinh vực nè, đó tinh vực thì tăng cái gì thì đây tinh vực nó tăng cái gì thì vô đây sẽ biết, nó có nhiều cái gọi là cái khúc linh lãnh hỏa lắm, ghép lên thì nó tăng nhiều thuộc tính đó, thấy không, tăng rất là nhiều thuộc tính nè, khiên thần lớn nhất rồi tùm lum hết, phòng thủ tinh thần rồi kia tùm lum hết, này nó chỉ dành riêng cho tinh vực thôi, nói chung thì nó lên nhiều thứ lắm. Rồi đây nè, rồi cái tinh đồ đó, cái tinh đồ này nó tăng rất là nhiều thuộc tính nữa đó, thấy không, tấn công sinh lực phá giáp phòng thủ, cái nào nó tăng cho mình á thì mình up lên hết. Nó có cái gì, chí bảo nè, chí bảo hai cái, chí kiếm nè, thấy không, tăng rất là nhiều thuộc tính luôn, tấn công nè, sinh lực phá giáp, nói chung cái nào thằng nào cũng giống nhau chứ khỏi rằng hệ nào nghề nào cũng vậy hết, nó cũng đồ y gan vậy chứ, các bạn đừng có hỏi là úp cái gì. Chúng ta chơi á, cái trang bị càng khôn này nghề nào nó cũng giống nhau nè, thằng khí á thì mày bỏ cái này, mày chịu úp cái này thì mày mắc cái kia, người ta có cái kia người ta đập mày cũng vậy, nó cũng đều ngao thôi chứ không có cái gì mà gọi là trên lệch trên. Có tiền chúng ta mua những cái món đồ chơi sự kiện, chúng ta ăn những món đồ gọi là món đồ mà người ta không có, lúc đó bạn mới mạnh được, các bạn hiểu không, nó giải thích nhiều quá mệt lắm các bạn thiệt. Video đến đây hết nha các bạn ơi, các bạn nhớ nhấn like ủng hộ mình nhé, cái này mình bận quá các bạn, không có ra clip đều cho anh em xem được.